Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư 16 quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 năm 2018 tới đây. Theo đó, tài trợ cho giáo dục quy định tại thông tư này là các khoản đóng góp hỗ trợ tự nguyện, không hoàn lại bằng tiền, hiện vật hoặc phi vật chất từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các cơ sở giáo dục. Nguyên tắc vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc. Việc vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và được nhận tài trợ và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Bộ Giáo dục Đào tạo quy định không vận động tài trợ để chi trả thù lao giảng dạy, các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ, quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh bảo vệ. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và thủ trưởng cơ quan giáo dục nhận tài trợ thực hiện quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ trái với quy định tại thông tư này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.